Em xin chào các bác nhé Nay shop em mới về thêm được lô tủ lạnh Hitachi Mẫu tủ VIP nhất và đẳng cấp nhất của nhà Hitachi nhé Size này thì là size lớn nhất với kích thước là rộng 88 Sâu 74, cao 1m833, hàng nhật nội địa Hitachi được thiết kế tủ mặt kính gương pha lê chịu lực Ngoài ra có phí menu cảm ứng và hai cửa điện trợ lực Bác nào mà đang quan tâm tới mẫu tủ lạnh uh, Hitachi Có hai cửa điện trợ lực, mặt kính gương pha lê trắng bạc Mặt kính gương thủy thì các bác có thể tham khảo qua các mã tủ bên em nhé các bác nào mà đang quan tâm tới mẫu tủ lạnh Hitachi thì có thể là mua vào thời điểm này đang có giá cực tốt nhé. Bên em hiện tại đang giao ra 69 triệu và bảo hành 2 năm hàng mới nguyên hộp. Bác nào mà quanh quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua bên em. Uh, em ở địa chỉ số nhà 68C, 87 Láng Hạ, Hà, Hà Nội nhé. Hitachi một thương hiệu khá là nổi tiếng. Ngoài ra thì nó đầy đủ các tính năng có đá viên đã rơi tự động, có ngăn hút chân không kèm đông mềm. Ngoài ra cái chế độ cấp bù ẩm nuôi rau, bảo quản rau củ quả lên tới 15-20 ngày. Em ở Hà Nội, bác nào quan tâm thì alo cho em, em ở ngõ 87 Láng Hạ nhé, em ở trong ngõ số nhà 68C. Các bác ở xa thì có thể liên hệ với em hoặc nhắn tin qua Zalo em sẽ tư vấn thêm. Các bác ở gần thì có thể qua xem trực tiếp, ngoài ra em hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt trong vòng 100 cây. Em xin chào cả nhà.